Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2015 là phần tấm lược các tin chính. Tổng thống Obama cho rằng ISIS sẽ bị đẩy ra khỏi Iraq. Cảnh sát Mỹ bắn chết người da đen bỏ chạy bị truy tố tội sát nhân. Công ty Metroshock chờ hợp đồng đóng tàu tuần Defense Act 75 cho Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ sự lạc quan khi cho biết là thành phần ISIS sẽ bị đẩy ra khỏi lãnh thổ Iraq, bất chấp một số thất bại khiến tạo nghi ngờ về chính sách của ông. Tuy nhiên, Tổng thống cũng công nhận rằng đây là điều cần nhiều thời gian và có được một chính phủ với sự tham dự của các phe phái ở Baghdad. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng nỗ lực huấn luyện và trợ giúp quân đội Iraq để họ có thể mở ra các cuộc hành quân có tính cách phản công, chứ không chỉ là phòng ngự. Cuối cuộc họp với Thủ tướng Iraq, Haider Abadi, Tổng thống Obama nói rằng ISIS sẽ bị đẩy ra khỏi Iraq và sau cùng sẽ bị đánh bại. Tổng thống Obama và Thủ tướng Abadi gặp nhau bên lề hội nghị của các nhà lãnh đạo nhóm G7 gồm các quốc gia kỹ nghệ giàu có của thế giới. Thủ tướng Abadi cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo khác của G7 vì đã hỗ trợ Iraq chống lại ISIS. Cũng trong ngày hôm nay, các nhà điều tra tiểu bang South Carolina đã trình cáo trạng lên đại bồi thẩm đoàn ở Charleston County chống lại ông Michael Strager, cựu cảnh sát viên ở North Charleston. Vài giờ sau, thì nữ công tố viên Scarlett Wilson đã loan báo lệnh truy tố. Một người đi đường hôm 4 tháng 4 đã dùng cell phone quay được đoạn video lúc cảnh sát viên Sager bắn 8 phát súng vào ông Walter Scott, 50 tuổi, khi ông này đang bỏ chạy. Thoạt đầu thì ông Sager nói rằng ông chỉ cố khuất phục ông Scott bằng súng điện Taser. Sau khi hai người dằn co nhau và rồi ông Scott bỏ chạy, thì ông Sager đã dùng súng bắn ông Scott là để tự vệ. Vụ bắn chết người đã làm dấy lên một làn sóng gây tranh cãi trên toàn nước Mỹ về cách đối xử của cảnh sát da trắng đối với người da đen. Cơ quan công lực tiểu bang South Carolina đã cáo buộc ông Slager tội sát nhân. Ông bị đuổi ra khỏi lực lượng cảnh sát ngay lập tức sau khi gia đình của ông Scott vừa tung ra đoạn video. Việc truy tố ông Slager là vụ thứ tư trong không đầy 6 tháng qua, trong đó, đại bồi thẩm đoàn ở South Carolina đồng ý rằng các cảnh sát viên da trắng bắn chết người da đen cần được đem ra xét xử. Ông Slager, 33 tuổi, đang trực diện với bản án tù từ 30 năm đến chung thân mà không được xét ra sớm nếu thấy có tội. Nữ công tố viên Wilson cho biết án tử hình không được áp dụng trong vụ này vì việc bắn chết không diễn ra trong tình huống nghiêm trọng như cướp bóc hay bắt cóc. Ông Andy Savell, luật sư biện hộ của ông Slager nói rằng, ông không có lời bình luận nào cho đến khi ông có cơ hội để lượng định hoàn toàn vụ kiện của Tây ban và so sánh với sự điều tra của họ. Công ty đóng tàu cỡ nhỏ Methosack ở tiểu bang Louisiana đang chờ hợp đồng để đóng tàu tuần duyên cho Việt Nam mà loại được đề cập là Defense 75. Theo tin báo địa phương, The Advocate ở Louisiana thuật lời của ông phó chủ tịch công ty đóng tàu Metosac, thì công ty của ông hiện đang ở trong giai đoạn thương thảo hợp đồng và hy vọng sẽ khởi công đóng tàu tuần cho Việt Nam từ tháng 7. Trong cuộc trò chuyện với nhà báo, đại diện của công ty đóng tàu Metosac không cho biết là công ty của họ sẽ đóng bao nhiêu tàu cho Việt Nam và trị giá của gói hợp đồng này là bao nhiêu, mỗi tàu giá bao nhiêu. Loại tàu Defense 75 vỏ nhôm, chiều dài gần 22m9 là loại tàu cỡ nhỏ, nó được thiết kế và trang bị cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy nhu cầu từ chữa cháy trên biển, dẫn đường, tuần tra hay các nhiệm vụ khác. Nhờ chiều ngang rộng 6m4 nên con tàu khá vững khi có thể chạy nhanh tới hơn 40 hải lý một giờ. Tiếp xúc với báo chí thì Tiếu Tá Lý Thắng, một sĩ quan lục quân Mỹ, trưởng văn phòng hợp tác quốc phòng đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, thông báo về các sự kiện sẽ được hai chính phủ cùng thực hiện trong tháng này để nêu bật các mối quan hệ an ninh song phương đang ngày càng phát triển giữa hai nước. Theo lời của ông Thắng cho hay, thì dịp đó, một số sĩ quan cảnh sát biển của Việt Nam đang được huấn luyện tại Mỹ để học cả cách sử dụng cũng như bảo dưỡng các xuồng cao tốc. Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày thứ 2, 8 tháng 6 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.